Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine đã thất thủ ở Zelidovo. Tại quốc, cảnh quay video về các cuộc tấn công mới của lực lượng Kiev cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực xung quanh làng Lviv. Quân đội Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công ở phía nam Donetsk. Họ nhanh chóng phát triển từ Odessa, đột phá qua hàng phòng thủ của lực lượng Kiev trong vài km và chiếm nhiều vị trí. Xa hơn về phía bắc, theo hướng Kharkov, lực lượng Moscow cũng đã thành công trong việc chiếm giữ các vị trí đầu tiên trong trung tâm thành phố. Hơn nữa, nhiều nguồn tin xác nhận Zelidovo đã thất thủ. Quân đội Ukraine được cho là đã từ bỏ hầu hết các vị trí của họ và bắt đầu tháo chạy khỏi khu vực. Hàng phòng thủ của họ dường như đã sụp đổ dưới áp lực của quân đội Nga. Tình hình nghiêm trọng về hậu cần cũng sẽ góp phần vào điều này. Cùng với đó, các cuộc tấn công trên bộ của Nga cũng đang diễn ra ở sườn phía bắc theo hướng Bobrovka. Kênh Red Vodka xác nhận Ukraine đã thất thủ ở Zelidovo và Gorgiev. Tuần qua có thể gọi là thực sự thành công đối với lực lượng Moscow khi mà lá cờ chiến thắng của Nga đang tung bay ở các thành phố Zelidovo và Gorgiev thuộc vùng Donetsk. Bất chấp thực tế là cả hai khu vực kiên cố trước đây của lực lượng Kiev đều được chuẩn bị có chủ đích để phòng thủ lâu dài, quân đội Nga đã tận dụng sự trùng hợp của hoàn cảnh có lợi và tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình. Sự thất thủ đồng thời của hai thành phố trong một ngày là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự suy giảm về ý chí và sức mạnh chiến đấu của quân đội Ukraine. Theo hướng Bobrovka, trong tuần này, quân đội Nga đã tiến công theo cách khiến cho đối phương không có thời gian để rút lui về các vị trí thuận lợi hơn. Mỗi ngày, những lá cờ mới của Nga được treo lên trên các tòa nhà dân cư, báo hiệu sự đầu hàng có hệ thống của đối phương. Đến tối Chủ nhật ngày 27 tháng 10, các đơn vị Nga đã hoàn thành việc dọn dẹp. Thành công thuộc về những người lính Nga theo hướng Kharkov. Các binh sĩ của lữ đoàn súng trường cơ giới số 110 đã gây bất ngờ cho đối phương, vượt sông Volcha và đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi làng Zolyaloy. Sau đó, thì quân đội Nga không hề chậm lại mà tấn công Imanovka và Lovoy-Selidovka, khiến cho đối phương hoàn toàn thất thủ, tháo chạy vô tổ chức. Sau khi đẩy lùi đối phương, thì Nga tập trung vào vùng Konya. Chỉ trong vài ngày, thành phố đã được kiểm soát. Nga phản công dọc theo chiến tuyến tại Kursk. Tại vùng Kursk, thì các cuộc phản công dữ dội của quân đội Nga vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo một số khu vực. Tại quận Glukhovo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận khu vực định cư Lviv. Theo thông tin từ thực địa, mặc dù lực lượng Moscow đã đạt được những thành công trước đó, nhưng họ vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn đối phương ra khỏi lãnh thổ Liên bang Nga. Tại quận Kolenovo và Sutsa, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Dibuibokha cũng như là Dariino, nơi mà các đội hình Kiev được cho là đã tiến hành một số cuộc phản công. Đồng thời, một số nguồn tin cho rằng lực lượng Moscow lại một lần nữa để mất ngôi làng này, mặc dù điều này chưa được xác nhận. Tại Novoivanovska, dựa trên cảnh quay từ mục tiêu kiểm soát của đối phương, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát, xác nhận tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine. Tại các khu vực khác của quận Sutsa, tình hình cũng vẫn căng thẳng. Nga phát triển nhanh sau khi hạ gục Odessa. Theo hướng Nam Donetsk, một loạt các hoạt động tấn công của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục. Tại khu vực Katerinivka và phía Tây, Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 39, Trung đoàn súng trường cơ giới số 1472 và các đơn vị khác của Tập đoàn Quân 68 Nga đang tiến vào một số vành đai rừng. Về phía Nam khu định cư, cảnh quay đã xuất hiện với lá cờ Nga trên cửa sổ của một tòa nhà trên lãnh thổ của một khu phức hợp nông nghiệp, gián tiếp chỉ ra sự mở rộng của vùng kiểm soát trong khu vực này. Về phía Tây, quân đội Ukraine đã bị đẩy ra khỏi các đồn điền trồng rừng lớn ở phía Nam Đông Solovka và hồ ở khe núi Solenka. Tại Bohoyanka, quân đội Nga đã chiếm đóng hầu hết khu định cư. Cảnh quay đã xuất hiện trực tuyến với lá cờ Nga và các đơn vị trên lãnh thổ của trường mẫu giáo số 30. Sau đó, cảnh quay xuất hiện với cảnh kéo cờ trên một ngôi nhà khác ở trung tâm làng, các trang trại ở phía đông và trên một điểm mạnh ở phía nam. Khu
Khu định cư đã bị lữ đoàn 36 và 57 và trung đoàn súng trường cơ giới 430 cũng như lữ đoàn lực lượng đặc biệt độc lập số 14 của quân đội Nga chiếm giữ. Theo thông tin từ thực địa, giao tranh chỉ tiếp diễn ở phía Bắc, nơi vẫn còn sự hiện diện của quân đội Ukraine, và khu phức hợp nông nghiệp rộng lớn ở phía Tây của khu định cư đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ. Trước đó, một số đơn vị xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy tại đó. Trong khi đó, tại Saktan và Novokraykan, giao tranh vẫn tiếp diễn. Thủy quân lục chiến đã chiếm được hầu hết Saktan, với sự hiện diện của quân đội Ukraine chỉ còn lại ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc. Nga có thể phải thay đổi chiến thuật ở Ukraine do nguồn lực có hạn. Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở ở Mỹ dự đoán Nga sẽ phải thay đổi chiến thuật tại chiến trường Ukraine do nguồn lực có hạn. ESW nhận định, các vấn đề kinh tế và thiếu hụt nguồn nhân lực có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách duy trì cuộc chiến với Ukraine. Chi phí để Nga duy trì cuộc chiến sẽ tăng lên khi mà Moscow dồn nhân lực và vật lực tiền tuyến. Nguồn lực của Nga có hạn và ông Putin không thể phớt lờ những khoản chi phí này một cách vô thời hạn, nên kinh tế Nga sẽ đạt đến điểm báo động và có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho xã hội Nga. Điều này có thể buộc ông Putin phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách cung cấp nguồn lực cho cuộc chiến của Nga hoặc là thay đổi cách thức tiến hành chiến dịch quân sự. Theo giới quan sát phương Tây, nền kinh tế và cỗ máy quân sự của Nga đang chịu sức ép ngày càng lớn, đặt ra những thách thức ngày càng nghiêm trọng với ông Putin trong nỗ lực để duy trì cuộc chiến. Hôm 27 tháng 10, báo Mỹ Washington Post cho biết nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với nguy cơ vì chi tiêu quân sự quá cao đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo cách buộc các công ty phải tăng lương để duy trì khả năng cạnh tranh với mức lương cao trong ngành sản xuất quân sự. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nebimurnia đã cảnh báo vào tháng 7 năm 2024 rằng lực lượng lao động và năng lực sản xuất của đất nước đang đối mặt với nguy cơ. Theo Washington Post, các công ty tư nhân của Nga đang phải cạnh tranh với mức lương của quân nhân và ngày càng bị buộc phải trả lương cao hơn nhiều lần so với mức trung bình của ngành. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đây không phải là lần đầu giới chức phương Tây nói về nguy cơ Nga bị cạn nguồn lực chiến đấu. Tuy nhiên, Nga vẫn đang duy trì năng lực sản xuất quân sự áp đảo Ukraine trong hơn 2 năm qua, bất chấp Kiev được các nước NATO hậu thuẫn. Tuần trước, thì tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, nhận định Nga dù chịu tổn thất lớn ở Ukraine nhưng vẫn sở hữu lực lượng chiến đấu nguy hiểm, hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến hơn 2 năm qua. Hồi đầu tháng, thì Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kirk Campbell cho biết Washington rất quan ngại về sự tái thiết nhanh chóng của quân đội Nga và thừa nhận rằng đây là chủ đề thực sự gây lo lắng cho phương Tây. Bất chấp đối mặt với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga tuyên bố họ vẫn sở hữu năng lực sản xuất quân sự đáng gờm. Vào tháng 5, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, Sergei Chemikrov, cho biết Moscow đang sản xuất hoặc là tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022. Giám đốc Rostec cho biết, so với năm 2022, việc sản xuất và tân trang xe tăng tại các nhà máy của chúng tôi đã tăng gấp 3,5 lần và xe bọc thép hạng nhẹ tăng gấp 3 lần. Sản lượng pháo tự hành đã tăng gấp 10 lần, trong khi số lượng pháo kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống hỏa lực phóng loạt MLRS đã tăng gấp đôi. Bước ngoặt của Ukraine trước giờ G bầu cử Mỹ. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được dự đoán sẽ tác động đáng kể đến tính toán chiến lược của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nga tiếp tục tiến quân trên toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine khi cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Kết quả của cuộc bầu cử này được cho là sẽ có tác động lớn đến khả năng ứng phó của Ukraine trên chiến trường. Dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết, quân đội Nga vẫn đạt được những bước tiến chiến thuật trên chiến trường bất chấp những tổn thất. Lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine. Giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này vẫn là mục tiêu chiến lược trước mắt của Moscow. Thành trì Volenda gần đây đã rơi vào tay Moscow, trong khi trung tâm hậu cần Poprov ngày càng lâm nguy. Binh lính Ukraine cũng đang dần mất thế trận ở tỉnh quốc của Nga, nơi Kiev phát động cuộc đột kích bất ngờ vào hồi tháng 8.
sau hơn 1.000 ngày giao tranh ác liệt, cuộc bầu cử Mỹ đánh dấu bước ngoặt đối với Ukraine. Các quan chức ở Kiev và khắp châu Âu lo ngại rằng chiến thắng của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể khiến Ukraine buộc phải đưa ra một giải pháp khó khăn trong việc củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ của mình. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết tiếp tục chiến đấu, lực lượng quân sự suy yếu của Kiev đang phụ thuộc rất nhiều vào sự viện trợ của Mỹ. Một số đồng minh của Ukraine đã bắt đầu bàn luận về việc chiến tranh có thể kết thúc như thế nào. Nếu cựu Tổng thống Trump, người từng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột ngay cả trước khi nhậm chức, đắc cử và hiện thực hóa lời đe dọa cắt viện trợ, các lựa chọn cho Ukraine sẽ bị thu hẹp đáng kể. Nhưng ngay cả khi Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng, chính quyền Mỹ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục Quốc hội thông qua viện trợ tài chính đáng kể cho Ukraine. Ukraine từng chứng kiến việc cắt giảm viện trợ diễn ra như thế nào. Tranh cãi nội bộ ở Mỹ đã trì hoãn việc phê duyệt gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng, giáng một đòn mạnh vào Ukraine khi mà quốc gia châu Âu này rơi vào cảnh thiếu đạn dược và nhân lực. Moscow tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Kiev lo ngại các cuộc tấn công này sẽ gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và gián đoạn hệ thống sưởi ấm khi mà mùa lạnh bắt đầu. Bên cạnh ưu thế trên không, Nga còn duy trì lợi thế đáng kể về đạn dược so với Ukraine. Một quan chức phương Tây cho biết binh lực của Nga đông hơn Ukraine với tỷ lệ 3:1 và Moscow có khả năng tuyển thêm 30.000 người mới mỗi tháng. Giới chức Mỹ lo ngại nhưng ít bi quan hơn các đồng minh khác về diễn biến trên chiến trường Ukraine. Các quan chức cấp cao của Mỹ hồi đầu tháng 10 dự đoán Ukraine có thể duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở tỉnh quốc của Nga trong ít nhất vài tháng, đồng thời lưu ý rằng Kiev đang có nguồn cung đạn dược ổn định hơn. Điều này có thể đủ để Ukraine giữ thế trận, nhưng chưa đủ để giành chiến thắng. Tổng thống Zelensky gần đây đã đưa ra kế hoạch chiến thắng mà theo ông nhằm mục đích buộc Nga phải đàm phán và tránh đóng băng cuộc xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại. Ông cho biết Ukraine đang nỗ lực đảm bảo có thêm viện trợ quân sự và cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công vào lãnh thổ của Nga, nhưng nói thêm rằng điều đó còn phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ. Kiev đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ và tăng cường phòng không từ các nước láng giềng để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga tiếp cận không phận, cũng như khả năng làm suy giảm khả năng tấn công của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Ukraine cần thêm trang bị cho các lữ đoàn của mình. Ông Zelensky cho biết Đức và Pháp đang đặt mục tiêu cung cấp thiết bị cho ít nhất 2 lữ đoàn của Ukraine. Kiev cũng tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc phát triển năng lực tấn công tầm xa, trong đó Mỹ đã cam kết hỗ trợ 1,6 tỷ đô la Mỹ. Ukraine cũng sẽ tìm cách tiếp tục tiến công ở khu vực quốc với mục đích gây ảnh hưởng đến dư luận ở Nga. Mykola Bioleskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Kiev cho biết, Nga sẽ giữ thế chủ động, không tính đến tổn thất và sẽ sử dụng những bước tiến ở các địa phương trên chiến trường nhằm gây áp lực lên Ukraine cũng như gây áp lực lên các đối tác của chúng tôi. Mô hình mà phương Tây cung cấp đạn dược và Ukraine cung cấp nhân lực có thể không còn hiệu quả nữa. Chuyên gia cho biết thêm, mặc dù Mỹ luôn nói rằng sẽ không có quân Mỹ trên chiến trường, nhưng chúng tôi đang tiến đến thời điểm mà những nhu cầu như vậy có thể nảy sinh từ các đối tác của chúng tôi vì nguồn lực của Ukraine không phải là vô hạn. Thời khắc khó khăn nhất của Ukraine. Sau chuyến thăm Mỹ vào hồi cuối tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất của Ukraine khi mà xã hội kiệt quệ, thiếu hụt năng lượng và trong khi quân Nga tiến như vũ bão. Tại một sở chỉ huy gần thành phố Poprovsk đang giao tranh ở miền đông Ukraine, những người lính thuộc lữ đoàn cận vệ Tổng thống Ukraine than thở về việc Washington không cho phép Kiev sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Một người điều khiển UAV FPV cho rằng nếu họ có thể chiến đấu bằng cả hai tay thay vì một tay bị trói sau lưng, thì Ukraine có cơ may chiến thắng quân đội Nga hùng mạnh. Đứng giữa những màn hình video giám sát đường tiến quân của đối phương, Mikhailo Temper, chỉ huy một tiểu đoàn cho biết mục tiêu của ông về cuộc chiến đấu đã bắt đầu thay đổi. Hiện tại tôi đang nghĩ nhiều hơn về việc cứu những người của mình. Vị sĩ quan này nói, thật khó để tưởng tượng rằng chúng tôi có thể đẩy lùi đối phương trở lại biên giới năm 1991, ám chỉ mục tiêu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Từng được thúc đẩy bởi hy vọng giành lại lãnh thổ, giờ đây ngay cả những người lính ở tiền tuyến cũng lên tiếng bày tỏ mong muốn đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh. Yuria
một chỉ huy khác ở mặt trận phía đông, người từ chối tiết lộ họ của mình, nói rằng ông lo sợ viễn cảnh một cuộc chiến mãi mãi. Nếu Mỹ cắt viện trợ, chúng tôi sẽ tiêu đời. Một sĩ quan khác, thành viên của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, đóng tại Kurakov gần đó cho biết, Ukraine đang tiến vào thời khắc có lẽ là đen tối nhất trong cuộc chiến cho đến nay. Họ đang thua trên chiến trường phía đông của đất nước, trong lúc lực lượng Nga tiến lên không ngừng, dù phải trả giá đắt về quân số và vũ khí theo tính toán của phương Tây. Kiev đang phải vật lộn để khôi phục lại lực lượng đã suy yếu của mình bằng những người lính được đào tạo bài bản và có tinh thần chiến đấu. Nhưng việc tuyển quân tùy tiện đang gây ra căng thẳng xã hội thực sự. Nước này cũng đang phải đối mặt với một mùa đông ảm đạm với khả năng mất điện nghiêm trọng và không có điện để sưởi ấm. Xã hội đã kiệt sức, Oleksiy Mazesko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine nhận định. Cùng lúc đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các đối tác phương Tây nhằm tìm ra con đường hướng tới một giải pháp đàm phán, bất chấp những hoài nghi về thiện chí tham gia hòa đàm của Moscow trong tương lai gần và lo ngại rằng vị thế của Kiev hiện còn quá yếu để đảm bảo một thỏa thuận công bằng. Hầu hết các bên đều muốn xuống thang căng thẳng, một quan chức cấp cao của Ukraine tại Kiev cho biết. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận thức được rằng chiến lược hiện tại của họ không bền vững vì chúng ta đang thua cuộc. Jamie Shapiro, người đứng đầu Văn phòng Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu tại Washington tuyên bố, mọi người đang nghĩ cách để chấm dứt cuộc chiến một cách hòa bình hơn. Mối đe dọa lớn nhất đối với Kiev là khả năng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới và việc ông sẽ cố gắng áp đặt một thỏa thuận hòa bình bất lợi cho Ukraine bằng cách đe dọa cắt giảm viện trợ quân sự và tài chính. Những người ủng hộ trung thành nhất của Ukraine ở châu Âu có thể muốn tiếp tục chiến đấu nhưng lại không có đủ vũ khí để mà làm vậy và châu Âu cũng không có kế hoạch lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại. Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky không đạt mục đích. Vào cuối tháng 9, trong một nỗ lực định hình tư duy của các đồng minh, Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, một công thức nhằm củng cố vị thế của Kiev trước các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Moscow. Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả đó là chiến lược đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Dấn thân vào vòng xoáy tranh cử Mỹ, Tổng thống Zelensky đã có các cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump để trình bày quan điểm của mình. Đã có lúc, sứ mệnh tại Mỹ của ông Zelensky đi chệch hướng nghiêm trọng sau khi bị ông Trump chỉ trích vì phản đối các cuộc đàm phán hòa bình. Ngoài ra, ông còn bị các đảng viên Cộng hòa cấp cao chỉ trích vì đã đến thăm một nhà máy vũ khí ở tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania mà chỉ có các chính trị gia dân chủ đi cùng. Nhưng cuối cùng thì ông đã thuyết phục được Trump cho gặp mặt và cứu vãn chuyến thăm của mình. Tuy nhiên, thì nhà lãnh đạo Zelensky đã rời Washington với hai bàn tay trắng trong hai vấn đề chính, thuyết phục Mỹ cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga và tiến triển trong nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Chính quyền ông Biden đã phản đối cả hai vì lo ngại chúng có thể khuyến khích Moscow leo thang xung đột, theo đó lôi kéo Mỹ và các đồng minh khác vào cuộc. Các quan chức Mỹ không mấy ấn tượng với kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, chủ yếu bao gồm yêu cầu cung cấp một lượng lớn vũ khí phương Tây và cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Bất chấp quan ngại của Washington, khả năng tấn công lãnh thổ Nga cũng là một trọng tâm trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, trong khi các quan chức Mỹ lập luận rằng Nga đã di chuyển máy bay tấn công ra khỏi tầm bắn của tên lửa phương Tây, thì các quan chức Ukraine khẳng định vẫn còn nhiều mục tiêu khác như là trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, kho nhiên liệu và các điểm giao hậu cần. Việc phá hủy chúng có thể làm gián đoạn khả năng tiến hành chiến tranh của Moscow và cho nhà lãnh đạo Nga Putin cho thấy mục tiêu kiểm soát ít nhất 4 tỉnh của Ukraine là không thể đạt được và bác bỏ niềm tin của ông rằng phương Tây sẽ không còn hứng thú với việc hỗ trợ Ukraine. Tiêm kích Ukraine từng xâm nhập vào Nga. Quan chức Ukraine tiết lộ máy bay nước này từng xâm nhập vào Nga để tấn công mục tiêu của Moscow trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Các máy bay Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu nhắm vào cơ sở quân sự của Nga ngay sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Yuri Inas, phát ngôn viên của Không quân Ukraine cho biết. Trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến toàn diện, các phi công Ukraine đã thực hiện nhiều hơn một nhiệm vụ thành công ở gần Bryansk, Nga, nơi họ làm suy yếu tốc độ tấn công của Moscow trên lãnh thổ của họ và phá hủy hậu cần của Nga.
không quân đã thực hiện các hoạt động táo bạo và dũng cảm trên nhiều mặt trận. Ông cho biết tiết lộ rằng một số máy bay Ukraine đã bay vào Nga để làm nhiệm vụ. Ông Inat cho hay, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến toàn diện, các phi công Ukraine tác chiến mà không có làn danh đỏ và đã vượt qua hệ thống phòng không của Nga, hạ hàng trăm binh sĩ đối phương và phá hủy hàng chục xe bọc thép hướng về Kiev. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rất nhiều phi công Ukraine đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công như vậy. Mặc dù vậy, ông cho hay đây là một trong những yếu tố giúp Ukraine ngăn được Nga tiến sâu hơn vào Kiev. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga điều một lượng lớn lực lượng quân sự tấn công về hướng Kiev. Sau vài tuần Ukraine chống đỡ, Nga đã tuyên bố rút lực lượng quân sự khỏi Kiev và các thành phố ở phía bắc Ukraine. Sau đó, Nga tập trung binh sĩ và khí tài tới miền đông, đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Theo ông Inat, các phi công Ukraine tới nay đang tập trung vào việc huấn luyện để sử dụng thành thạo vũ khí do phương Tây viện trợ và đang chờ những nhiệm vụ chiến lược trước mắt. Nga chưa bình luận về thông tin này. Không quân Ukraine ban đầu bị áp đảo quân số trước không quân Nga, khiến một số người dự đoán kịch bản đội máy bay của Kiev sẽ bị phá hủy toàn bộ. Theo thông tin từ phía Mỹ, trong những tuần đầu xung đột, Ukraine có khoảng 56 máy bay hoạt động, hầu hết là mẫu máy bay thời Liên Xô. Con số này sau đó được tăng cường nhờ các máy bay chiến đấu từ Ba Lan và Slovenia, chủ yếu là những chiếc MiG-29. Sau nhiều tháng vận động, các đồng minh của Ukraine cũng đồng ý cung cấp một số máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo. Không quân Ukraine mất khoảng 69 máy bay trong năm đầu xung đột, nhưng đã có thể bổ sung lực lượng nhờ vào việc khôi phục các khung máy bay cũ trong kho và viện trợ máy bay mới từ đồng minh.